Hello, xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh Kỹ năng Hàn Wedding nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là Hàn mic mắc anh em nhé. Đây là một cái trong những cái bài Hàn thi tuyển, là đó là mẫu Hàn chữ T. Với chủ đề hôm nay mình sẽ làm video để hướng đến những anh em mà có cái nguyện vọng đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thường thì cái bài thi tuyển của người Nhật ở đơn hàng cơ khí sang Việt Nam là sẽ là mẫu Hàn chữ T và mẫu Hàn bằng. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái mẫu Hàn chữ T, Hàn như bài thi cho anh em coi, cho anh em xem tham khảo để mình có thể biết cách Hàn làm sao cho cái bài thi nó được đẹp và có thể tỷ lệ đỗ sẽ cao. Thì không đồng hoàng nhiều nữa, thì trước hết thì mình sẽ giới thiệu qua về máy móc một chút cho anh em để biết được cái máy Hàn như thế nào và điều chỉnh điện ở vị trí điện và dây ở vị trí nào nhé. Thì xin mời anh em cùng với mình bằng camera sau nhé, để mình sẽ hướng dẫn cho anh em biết qua. Ok, đây anh em, hôm nay mình sẽ Hàn trên cái con máy hãng đời Panasonic. Thì cơ bản thì mình sẽ đi Hàn. Trước khi Hàn thì chúng ta phải chuẩn bị những cái gì? Đây, cái mỏ Hàn của nó đây anh em nhé. Đấy, cái dây này khá là dài. Dây này dài như anh em ở Việt Nam có thường hay hỏi, thì dây này nó dài 5,5 m anh em nhé. Kéo ra 5,5 m. Vật liệu thì hôm nay mình cần chuẩn bị là cái mò Hàn với lại khẩu trang các thứ, thì anh em không phải suy nghĩ gì. Đây, khẩu trang của mình đây. Khẩu trang mò đây, mò bình thường. Đấy, găng tay dài. Đây, sắt mẫu Hàn đây. Như kiểu là bài thi tuyển ở Việt Nam luôn nhá. Mà người Nhật sang, ngày xưa mình đi thuê đơn hàng cơ khí mình cũng thi tuyển cái bài như thế này. Đấy. Sau mình ghép lên chữ T như này là anh em Hàn thôi. Hàn hai mặt anh em nhé. Bài thì nói chung là cũng khá dài, nên là anh em cố gắng theo dõi đến cuối để mình biết được phần nào nhé. Đây, để đưa anh em vào chỗ khu vực máy Hàn. Đây, máy Hàn Panasonic thì nó nói chung là gọi thuộc dạng Hàn châu khỏe. Như anh em có thể nhìn thấy Panasonic ID 350K R2. Bên này thì con này là Bala Auto KR350. Anh em có thể thấy CO2 này, Hàn CO2 mắc nó ghi đây. Thì mình sẽ chỉ qua một số thông số ở trên cái con máy này nhá. Như anh em có thể biết thì đây là dòng chảy ampere. Đây là điện. Điện. Và khi mà Hàn thì nó sẽ lẩy lên nhá, nó sẽ lẩy lên. Nếu nó không lẩy là máy hỏng anh em nhé. Cứ đi tà này. Cái này thì nó là về một cái là dòng chảy, một cái là về điện cực nhá, điện cực. Đây, cái này thì là về cái lúm này bật lên trên này thì là đó là tự động, và dưới này là mưa đi. Thường là những cái đường Hàn dài tân nên để tự động thì Hàn sẽ ok hơn. Chỗ này cũng là ga sự tên kên này, gọi là kiểm tra đấy, dô xin chữ kiểm tra. Thì ga thì anh em phải ở trên này, khi anh em bấm nút này nhá thì nó sẽ hiện ở trên này. Đấy, kiểm tra ga. Mấy cái máy này của mình nó cũng hơi thấy không, nó sẽ hiện biểu thị ở trên này, nó sẽ hiểu biểu thị ấn cái nút đấy. Mình giới thiệu thêm qua một chút nữa nhé. Đây, thì anh em sẽ để ở cái vị trí này để dô xin chữ để Hàn. Đấy, waya thì mình để ở cái loại này ở phần dưới này nhé, bật phần dưới này. Nút này nút nguồn tắt mở thì không nói. Đấy, nguồn tắt mở để nó sẽ báo máy mà bị hỏng, nó sẽ báo ở đoạn này khẩn cấp, báo nút này. Nhưng mà có điện ok thì nó ở chỗ này. Chỗ này quay ra cái loại cỡ, kích cỡ đấy. Thì hiện tại mình đang Hàn cái loại 1,2. Có một loại 0,9 và 1,0 nữa. Cơ bản con máy thì nó chỉ có như thế thôi nha anh em nhé.
Đấy, còn điều chỉnh điện thì điện và dây thì nó thường thì nó sẽ điều chỉnh ở ngoài những chỗ con rùa này. Đây anh em nhé. Điều chỉnh dây điện thì hôm nay thì mình điều chỉnh điện với dây ở đây rồi anh em nhé. Đây, mình chẳng cần phải nói nhiều nữa thì mình để hàn chữ T anh em, để điện chậm chậm một chút. Chín, đây mình quay. Đây là dây nhá anh em nhé, đây nó có biểu tượng này, dây. Trên này là điện vôn anh em nhé. Đây điện vôn. Đây, chỗ này mình có để có tầm 22 đến 23 gì đó, 23 vôn thôi. Còn dòng chảy thì mình để tầm 250 260 đấy, anh em có thể nhìn thấy. Đây cái lúm này nó quay ở đây. Đấy. Thấy chưa? Nó quay hướng này. Hôm nay là hàn tôn 9, đấy, quay tầm như thế này. Anh em nhé, quay như này là ok. Thì bây giờ không để anh em chờ lâu nữa thì mình bắt đầu vào thao tác đính và hàn cho anh em xem nhé. Thì cái này thì là mình đặt đây anh em nhé. Ở đây mình đính này. Mình đính nha, hai đầu. Đấy. Chính xác là như ở ấy là mình phải để vuông cơ. Đấy. Anh em đính thêm ở bên này nữa cho nó chắc. Thì bây giờ mình chờ mình chút, mình lấy cái thước vuông nhé. Đây à, mình đính xong thì mình cần phải lấy vuông như này anh em nhé. Đây mình đính cái nó vuông luôn, căn bản là mình đây, vuông như này anh em nhé. Đấy, vuông cái khe, vuông thật vuông. Còn hàn thì anh em làm sao có tư thế cho nó thoải mái nhé. Thì người Nhật mình mách cho anh em một cái là như này. Trước mình đi thi mình cũng hàn dây. Mình cũng hàn đi chạy thẳng luôn. Thì người Nhật người ta rất thích hàn chạy thẳng. Thì mình sẽ hàn hai mặt nhé. Một mặt mình sẽ đi từ bên phải qua trái như này. Anh em nhé. Đi từ phải qua trái như này. Một mặt thì mình đi từ trái qua phải. Hàn từ trái qua phải thì mình sẽ lắc kiểu dao động kiểu như này, tịnh tiến như này. Còn từ phải qua trái thì mình chạy thẳng luôn. Nhưng mà người Nhật thì người ta thích hay thích kiểu chạy thẳng luôn anh em nhé. Anh em để cái này tầm lúc nào tầm khoảng độ một phân thôi nhá, nhớ một phân. Mình lấy cái thước mình đo đây. Cái này đây, tầm một phân anh em nhé. Đấy. Thì đây mình sẽ để một góc 45 độ anh em nhé. Một góc 45 độ mà chếch ra đằng trước một tí. Đây. Đấy. Cứ thế này thôi anh em kéo. Anh em chạy thẳng luôn nhá. Còn khi mà mình hàn từ bên này sang cũng chếch kiểu như thế này. Có khi nhiều khi anh em cứ để cái này tì xuống dưới này cũng được. Đấy. Làm sao check đúng kiểu ấy mà anh em cứ di chuyển kiểu như này. Đấy, cái kiểu như này, di chuyển như này. Người Nhật thì người ta thích chạy thẳng này luôn. Đợt mình thi tuyển là mình chạy thẳng luôn. Ở đây vẫn đã biết là chưa biết hàn mà. Chưa hàn bao giờ cả. Con lợ xuống tập mấy ngày hàn không? Tập ở trung tâm ấy. Người ta cho tập xong trước khi hàn ấy. Thì không để anh em chờ lâu nữa nhé. Bây giờ bắt đầu mình vào thao tác nhé.
Bây giờ mình sẽ hàn từ trái qua phải nhé. Thì sẽ ra di chuyển kiểu như này. Đó, kiểu như này anh em nhé. Hàn xong thì mình sẽ bật xỉ hai đầu cho anh em xem. Giờ mình sẽ dùng cái con này mình bắn này. Bắn thì anh em đừng bắn vào đường này. Đấy. Anh em thấy này, đây là mình dao động lắc đi từ bên trái qua phải nhé. Đấy. Mình có thể lau qua cho anh em xem đường hàn của mình. Nếu mà anh em đi ấy mà anh em hàn được lẻ là đỗ luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Ok luôn, không phải suy nghĩ gì. Đây, đây là hàn từ trái qua phải mà dao động nhá, tĩnh tiến nhá. Dây thuốc anh em nhá. Anh em sẽ dùng bằng cái này bắn. Nó nguội, nguội. Anh em thấy. Mình cần ấy nhẹ mà nó ra. Yeah, vút qua này có mấy cái cặn cặn. Đây này gần như là ok luôn, là đẹp. Anh em thấy thẳng nó khác với lại kia luôn.
Đấy, hàn chạy thẳng này, chạy thẳng từ phải qua trái, còn hàn cái kia là từ từ trái qua phải mà hàn ngửa. Đấy, anh em thấy không? Người Nhật mình thấy người ta sang người ta thì thích hay thích những cái người mà hàn một luật thẳng tuột luôn đấy. Này mình lau qua thêm tí nữa. Đấy, tuyệt vời luôn. Đấy, không phải chê điều gì đúng không anh? Anh em nếu thấy hay thì cho mình một like nhé. Đối với anh em mới thì cho mình một subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ. Thì đây là hai cái kiểu hàn mà nói chung là ở trong thi tuyển thi hàn chữ T sang bên Nhật nha anh em nhé. Thì anh em chú ý quan sát cái thao tác ghi của mình. Thì đây, bên này thì hàn ngược quay lại. Đấy, cả hai bên đều ok anh em nhé. Thì video đến đây thì mình cũng xin được tạm dừng. Chúc tất cả những anh em, đối với những anh em mới mà có nguyện vọng thi tuyển sang Nhật Bản ấy, thì anh em biết được cái cách hàn mẫu hàn chữ T và dao động, cách dao động như thế nào và tay cầm như thế nào. Điện thì mình cũng đã lúc mình cũng đã quay cái đoạn chỉnh điện ấy. Đương nhiên là thông số ở trên video thì mình cũng sẽ ghi ra cho anh em coi nhé. Thì rất cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của mình. Đừng quên dành cho mình một giây like, và đối với những em mới thì cho mình một quả bột xẻ nhé, một quả subscribe để mình có động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa cho anh em xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp. Xin chào.